chi phí để bỏ vào tiền kỹ xảo khoảng bao nhiêu phần trăm trong tổng chi phí? Cũng ít thôi, mấy trăm triệu á. Nói chung là cái tiền kỹ xảo nó còn nhiều hơn cái tiền diễn viên trả cho mấy người luôn á. Nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Thì đó, tại vì cái bộ phim này là cũng đính, tính là coi là đánh mạnh về kỹ xảo, là cho có thể thấy rằng là cái mặt kỹ xảo nó không còn là quá xa lạ đối với những sản phẩm ở Việt Nam. Cho nên là mình đầu tư luôn. Với lại phim Tâm Linh mà không có kỹ xảo thì nó sẽ không có tạo được cái cảm giác, cái niềm tin, cảm giác cho khán giả. Nhìn nó trơ trọi, nó trơ lắm, nhìn giống như bị điên á, nó không ra. Giờ tưởng tượng nếu mà không có kỹ xảo là mình muốn y chang nãy, muốn y chang nãy luôn á, nó lừng, nó cứ làm sao như bị khùng á, nó không ra gì á. Giờ không có kỹ xảo làm gì có ma. Rồi chiếu từ này chiếu ai, đúng rồi, chứ ma nó đâu có quá trang gì nhiều đâu, cứ đứng bình thường nó không về làm kỹ xảo.